Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em. Thì hôm nay nắng đẹp quá các bác ạ, chim cò hót rinh rang cả nhà rồi. Đấy, trước mặt các bác đấy, các bác cũng có thể thấy một em chim như này nhé. Thông báo với các bác là em chim này mang ra quay hoàn toàn không có mái, không có trống gì nha các bác nhé. Hót một mình, mái thì em ủ áo lồng để sau một bức tường và em chim này không nhìn thấy nhá. Đấy các bác thấy không? Giọng cực hay luôn, chưa gì đã ra chó mèo đầy đủ rồi. Đấy, giọng rất là phê luôn các bác. Đấy, đấy các bác có thể thấy. Nói chung là chim hót rất cao cầu. Em này thì đấu đuôi có xòe các bác nhé. Và có tí cánh. Các bác nào quan tâm đến clip đấu thì IP cho em. Nhưng mà đấy, các bác thấy không, nắng này chỉnh máy nó rất là khó. Nên các bác thông cảm, nhiều khi mà video nó sáng tối thứ thất thường thì các bác thông cảm. Bởi vì lúc trời nó nắng, lúc trời nó râm ấy, cái ánh sáng ngoài trời nó sẽ bị ảnh hưởng. Đấy các bác nhìn thấy không, em chim cực đẹp luôn. Giọng hót rất là hay. Nói chung là em này ra mỏ rất đều các bác nhé. Hôm qua em đã về đã test rồi. Em đây là một trong những 7 em vừa hôm qua vừa về đấy các bác. Có thằng con nó chạy qua nên là cái đoạn vừa rồi nó không hót. Đây em bảo cò nó vào rồi. Đây các bác thấy không, chơi lại ngay các bác. Chim thì con này chim này rất là có lực các bác nhé, nhìn là biết. Alo ạ, mi ấy là mi gì ạ? Mi mà mọc hoặc là ra ở đây. Em không có mọc đâu nhé, em chỉ chim thần thôi. Tầm 2,5 triệu. Bách mi chơi rồi. Tùy con anh, có cái sách được, quan trọng là người nuôi thôi anh ạ. Em định mãi đâu nhỉ? Em ở Tuyên Quang anh. Dạ. Ship toàn quốc nhé, trên ấy em nói luôn đấy, trên bài ấy. Anh ơi, anh định mua con chim bao tiền? 2 triệu thì nói thật sự với bác, 2 triệu thì không thể xây dựng được uy tín cái kênh của em được ạ. Bởi vì là nói thật với anh, con chim em bán nhiều con 4-5 triệu em trả lừa người ta 2 triệu lừa làm gì. Vâng, để bác thông cảm. Vâng, em bán chim rất là chuẩn. Bác có thể tham khảo uy tín của em, bao giờ mà cảm thấy uy tín thì bác mua. Cái này thì không sao đâu, anh em giao lưu vui vẻ mà. Vâng, bác cứ tìm hiểu vậy. Dạ. Em không có mộc đâu anh ạ. Bây giờ biên đang cấm nên không làm được mộc đâu anh ạ. Vâng, vâng. Bác giờ mà có mộc thì anh gọi lại cho em sau, hoặc là anh cứ tham khảo uy tín của em đi rồi anh mua. Anh em mình rất là thoải mái. Vâng, bác cứ đăng ký kênh giúp em là được, sau đó là khi nào bác ấy thì bác mua ạ. Vâng, 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 em chào anh nhé, em đang quay dở con chim. Đấy, các bác cũng có thể thấy, em này rất là đẹp, vừa có một anh khách gọi điện nên các bác thông cảm nhé. Đấy, các bác cũng có thể thấy nhà là em này chơi rất là ok, đập đuôi khiếu nha các bác nhé. Cũng thông qua câu chuyện vừa rồi thì mong các bác hiểu cho, bởi vì là em bán chim thì thực ra là 1-2 triệu nó không đáng gì đâu. Thực ra là làm một vài ngày hoặc là vài hôm thì nó cũng lại thôi, bởi vì không tất nhất là một công việc bán chim, nhưng mà cái đạo đức của chúng ta không thể đánh đổi được bằng 1-2 triệu được. Thật sự các bác là thế. Này quay về em chim mình nhá. Đấy các bác có thể nói không, chim chơi cực hay luôn. Đấy, đuôi đập đuôi khiếu nha các bác nhá. Giọng thì ra quá là đều luôn. Bác làm mà bồ kết em này thì cứ alo cho em nhá. Em chim này nó thật sự các bác là về các bác mà nuôi căng là đi cà phê là ok đấy. Chim thuần khoảng 90% nhá. Clip này có thể xách lồng được, nhưng mà thực sự là em không có mái nên em không ra. Nên là cái thứ hai là trời đang nóng. Em thì đang chạy từ dưới nhà lên đây hơi mệt. Nhưng mà đảm bảo với các bác là em chim này về có mái xách lồng vẫn hot bình thường. Các bác bác nào tin thì có thể là những cái lời em nói thì có thể bác nào tin thì các bác vẫn tin, nhưng mà có những bác không tin thì cũng không làm sao được. Nhưng đảm bảo với các bác là em chim này xách lồng thoải mái, vẫn hot. Với điều kiện là có mái bên cạnh các bác nhá, hoặc các bác phải nuôi căng. Còn những khi con chim nào các bác về không biết nuôi, nó mất điện thì không hót được đâu các bác. Đấy, giọng ra rất đều các bác nhé. Đấy các bác thấy chưa, chim rất là ok đấy các bác nhá. Giọng cực hay luôn, rất là phê. Giọng gần như giọng của em nó không ngừng nghỉ một tí nào luôn các bạn.
hót hết thì quá là ok luôn, bài bản. Nói chung là những em chim này các bác về chỉ cần có một tí kỹ thuật thôi là chơi thoải mái ok rồi, chỉ việc sẵn chơi thôi, không phải nuôi nấng thêm quá nhiều cả. Giọng thì khắp thể loại luôn, rất là cào cầu các bác nhé. Đấy, video em quay thì chắc là xin phép dừng tại đây thôi. Bác nào mà bố kết em nó thì alo cho em nhé, theo số điện thoại 0974648999 em đã để trên góc trái màn hình ấy. Chim em bán thì ship toàn quốc nhé, bảo hành tật lỗi các bác, nên các bác cứ thoải mái và yên tâm. Đấy, các bác có thể thấy em nó đập đuôi khiếu rất là đẹp đúng không, múa đuôi. Đấy, em xin chào tất cả các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé, em chào tất cả các bác.